Rồi sau khi mình làm xong cái trang hạ cang đường này rồi, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn là bấm nút mua ngay này nè, nó đẩy xuống đây nha. Đầu tiên tôi hướng dẫn này, bấm nút mua ngay, nó đẩy xuống phần đặt hàng trước đi. Đó. Thì bây giờ đó, mình sẽ edit với Builder. Đó. Rồi sau đó ở dưới cái form nè, ở dưới chỗ mà đặt hàng ngay, đặt mua ngay, làm thấy không? Đó. Thì đây mình sẽ tạo một cái điểm để cho cái điểm ghi chú hoặc một cái điểm nào đó để khi mình click vô nó sẽ dẫn vô cái điểm đó. Thì cái điểm là mình sẽ tạo bằng một cái add element nè, add một cái role SCR đó, role nè, vô chỗ này nha, role, bấm vô role này, role này mình đặt tên đi, mình đặt một cái tên là ví dụ như là đặt hàng đi đó, link là thăng linh linh thì viết khoa giới thiệu cũng được nha, nói ví dụ như vậy đi, nó ví dụ như vậy, rồi sau đó mình apply cái role này mình sẽ đặt vô ngay chỗ session mà đặt mua hàng này, ngay ngay đây luôn, ngay ha, kéo cho nó vô đây luôn, kéo đây hoặc là mình ép tu session này cũng được, nghĩa là ngay đây mình có một cái điểm là cái điểm là đặt hàng, mình tạo một điểm đặt hàng và từ những cái nút đó mình sẽ link vô cái điểm đặt hàng đó, những cái nút này, ví dụ lúc này đi, lúc này đây mua ngay mình cũng có link nè, link nãy mình đặt lên tên gì, đặt hàng á, đặt hàng thì mình đây mình để đặt hàng, link vô đó, ở đây mình có nút nào đó thì mình lấy đây nè, hàng ngay nè, đó. Ngay chỗ cái đường link là tăng đặt hàng y vậy ha, y vậy, đó. Chứ đây vậy tất cả cái nào tôi hàng update, mình ra mình xét thử nè, mình sẽ thấy bấm vô cái chỗ mua ngay này thì nó dẫn vô cái ngay cái chỗ form đặt hàng luôn, hoặc là bấm bất kỳ cái nút nào mà có dẫn vô đây luôn đó, dẫn vô đúng cái mình sẽ up ngay chỗ cái đặt hàng đó, đó là cái mình sẽ up cái nút đặt hàng dẫn vô đúng cái form đặt hàng của mình bằng cách sử dụng role to trong cái lá sơ, nè sẽ sử dụng role to.